Dạ, nhưng mà nếu như cái việc cho thuê người yêu là một giao dịch dân sự thì pháp luật lại không có cấm cái giao dịch dân sự này, nếu như mà hai bên, cả người thuê lẫn người cho thuê, thực hiện cái việc là đi chơi hoặc là thuê người yêu bằng một cái cách là trong sáng và thỏa mãn về cái nhu cầu tinh thần thôi, thì nếu như mà có những cái xảy ra những cái tranh chấp, ví dụ như là bên thuê lại không chịu thanh toán hay là không làm đúng theo hợp đồng, thì bên cho thuê hoặc là hai bên đương sự có quyền là yêu cầu bồi thường hoặc là giải quyết những cái tranh chấp đó trước pháp luật hay không ạ? Ý Du Quỳnh nêu lên nó rất là cụ thể. Thì trong trường hợp này, nếu như giữa bên thuê dịch vụ và bên cung ứng dịch vụ có xảy ra cái tranh chấp, ví dụ như là tôi có yêu cầu người như thế mà mấy anh cung cấp dịch vụ không đúng, hoặc là ví dụ như anh sử dụng dịch vụ rồi anh không trả tiền hoặc là trả tiền không đủ, thì trong trường hợp đó pháp luật lại có điều chỉnh về là tranh chấp về hợp đồng dân sự, thì khi đó một trong các bên nếu cho rằng quyền lợi của mình bị xâm phạm thì có quyền khởi kiện ra tòa án nhân có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết tranh chấp đó. Với bên thuê thì yêu cầu là bên cung ứng dịch vụ phải cung ứng đúng cái dịch vụ mà mình đã cung cấp, hoặc như bên cung ứng dịch vụ là yêu cầu bên thuê phải trả tiền. Và một câu cuối cùng nữa thôi, là đối với quan điểm cá nhân của luật sư thì luật sư nhìn nhận như thế nào về vấn đề là thuê người yêu này ạ? Theo tôi, với góc độ cá nhân, không nói là luật sư, với góc độ một cá nhân trong xã hội thì tôi cho rằng một dịch vụ này cũng hay, tại vì nó đáp ứng được cái nhu cầu về tinh thần. Khi con người chúng ta, cả xã hội ngày càng phát triển thì nhiều khi, đôi khi chúng ta quá bận rộn để mà chúng ta có thể tìm hiểu một cái mối quan hệ nào đấy. Thì cái việc cung ứng dịch vụ này nó sẽ giải quyết được một cái mối lo lắng về mặt tinh thần trong một khoảng thời gian nhất định. Cụ thể như Duy Quỳnh nói là trong dịp lễ Tết hoặc nhân dịp Noel hiện tại. Thì cái này nó sẽ giải quyết được ngay tức thì và lập tức cái nhu cầu về mặt tinh thần. Tuy nhiên cái này cũng phải nên lưu ý, tại vì có khả năng nó sẽ là biến tướng hoặc là che giấu cho một cái hoạt động trái hình, trái pháp luật. Và việc đó pháp luật cũng đã dự kiến và đã có điều chỉnh cụ thể. Thì với cá nhân tôi thì tôi cũng ủng hộ cho cái hoạt động dịch vụ này. Tuy nhiên nếu đơn vị nào thực hiện dịch vụ này nên lưu ý về mặt quy định của pháp luật để làm cho đúng. Dạ, rất là cảm ơn luật sư về những câu trả lời vừa rồi. Và hy vọng là qua những câu trả lời vừa rồi của luật sư Nguyễn Đức Hoàng thì bạn đọc đã có một cái nhìn bao quát hơn về vấn đề này, cũng như là ai có nhu cầu thuê người yêu thì chúng ta cũng nên cẩn thận và tìm hiểu kỹ một chút để chúng ta có thể đáp ứng được nhu cầu tinh thần của bản thân, nhưng mà cũng không làm trái với quy định của pháp luật. Một lần nữa, Như Quỳnh rất cảm ơn luật sư Nguyễn Đức Hoàng vì đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình 3 phút cùng luật sư ạ. Cảm ơn Như Quỳnh, cảm ơn bạn đọc đã theo dõi.